Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Kiến ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì các lãnh đạo của khối G7 đã có mặt tại Hiroshima để mà nhóm hội nghị thượng đỉnh của họ. Lần này có thêm liên hiệp Âu châu và khối G20 cũng như một số đối tác mà được xem là được mời trong vai trò quan sát viên. Và quý vị, họ tụ tập tại thành phố Hiroshima đây là cái thành phố mà hơn 70 năm trước trở thành thành phố đầu tiên trên trái đất này đã trúng bom nguyên tử và trong cái cuộc họp này thì đã có một số những người còn sống sót trong cái uh, vụ đánh bom này họ vẫn hy vọng là thế giới sẽ giải giới hạt nhân đồng thời ông thủ tướng đương kim của Nhật Bản là ông Fumio Kishida cũng là người xuất thân từ thành phố này Ok quý vị chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi chúng ta phân tích xem liệu sau hơn 70 năm kềm chế thì à, thế giới có thể phải quay trở lại một cái à, cuộc chiến về nguyên tử hay không quý vị chúng ta đi bản tin trước nạn nhân của bom hạt nhân đã đang tìm kiếm cái việc mà khối chia 7 giữa lúc mà đang có một cái hy vọng mong manh về việc giải giới vũ khí nguyên tử Bản tin từ Hiroshima cho biết trong tuần này thì à, lãnh đạo của khối G7 và các quốc gia kỹ nghệ sẽ nhóm họp thượng đỉnh ở Hiroshima à, và được xem là một cái cơ hội cho những người còn sống sót trong cái vụ tấn công bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki và thúc đẩy một cái giải giới hạt nhân ở trên à, toàn cầu. Thủ tướng Fumio Kishida người đến từ ở Hiroshima đã chọn thành phố này là một phần trong việc mà nhấn mạnh cái tình trạng gọi là phi nguyên tử và trong đó à, giữa lúc mà nga đang đe dọa là sẽ sử dụng nguyên tử ở tại ukraine và gia tăng các cái à, việc gọi là chạy đua nguyên tử của nga của bắc hàn và ông đã lên tiếng nói với đại khối chi vào ngày thứ sáu ở cái à, bức tường tưởng niệm hòa bình ở à, cái bãi công viên này là và trong đó hy vọng là họ tôn trọng những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công được xem là có một ở một và đến xem triển lãm về cái à, về cái tác hại của bom nguyên tử và trong đó gặp gỡ với những người mà còn sống sót ở trong cái vụ đánh bom này trong ngày chủ nhật thì ông kishida đồng thời cũng sẽ làm một việc như vậy với lại các quốc gia được mời ông kishida cam kết là sẽ có hành động làm cái cầu giữa những quốc gia nguyên tử và những quốc gia phi nguyên tử à, tuy nhiên đã có một số những chỉ trích khi mà cho rằng cái việc giải giới này chỉ là một cái ảo vọng và phía Nhật Bản đã lên lên tiếng và nói rằng là và bởi vì Nhật Bản cũng đang lệ thuộc vào cái dù nguyên tử bảo vệ của Hoa Kỳ trong đó thì người mà còn sống sót là Suichi Kido 83 tuổi là một trong những người còn sống sót trong cái nạn nhân của vụ nổ bom ở Nagasaki nói rằng là vẫn tiếp tục Tìm cách gọi là thuyết phục khối G7 bao gồm luôn các quốc gia nguyên tử Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp là phải có một cái tiến tình giải giới. Hiện nay họ đang họp tại Hiroshima và tôi có một cái hy vọng mong manh là họ sẽ có cái đối thoại tích cực và sẽ có một cái bước cần thiết để mà giải giới hạt nhân. Kido đã phát biểu như trên và Hoa Kỳ đã thả trái bông hạt nhân tại Hiroshima vào ngày 6 tây tháng 8 năm 1945 phá hủy toàn bộ thành phố này, 140.000 người đã bị thiệt mạng và cháy bom thứ hai đã thả 3 ngày sau đó ở Nagasaki khiến cho 70.000 người bị thiệt mạng và Nhật Bản đã đầu hàng ngày 15 tây tháng 8 để chấm dứt đại nghị thế chiến. Kido hy vọng rằng các lãnh đạo trên thế giới sẽ có thêm thời gian so với lại trước đây ông Barack Obama khi mà ông ta đã có cái chuyến viếng thăm năm 2016 ở tại cái viện triển lãm này bao gồm luôn cái building mà chứa những cái người mà đã bị tấn công. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết uh, bên lề của cái hội nghị thượng đỉnh. Quý vị, đây là một trong những cái uh, ẩn ý của phía ông uh, Fumio Kishida vừa mang tính chất cá nhân vừa mang tính chất toàn cầu. Cá nhân là bởi vì chính bản thân của ông Fumio Kishida là người xuất thân từ ở thành phố Hiroshima nơi được xem là đầu tiên trên thế giới đã bị cháy bom nguyên tử và hai thành phố Hiroshima và Nagasaki là hai thành phố duy nhất đầu tiên trên thế giới hứng chịu bom nguyên tử và ở Hiroshima 140.000 người bị thiệt mạng ở Nagasaki 70.000 người đã bị thiệt mạng và khiến cho Nhật Bản phải đầu hàng vào ngày 15 tây tháng 8 năm 1945 quý vị kể từ sau khi chấm dứt đề nghị thế chiến tới nay kể cả cái thời căng thẳng nhất chiến tranh lạnh giữa khối Liên Xô cộng sản và khối tự do. Thì quý vị, việc phát triển nguyên tử đã không dừng lại. Cho tới bắt đầu giữa tập, à, gần cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 thì thế giới đã bắt đầu kêu gọi giải giới nguyên tử và Nga cũng như lúc đó là khối cộng sản Nga sụp đổ à, và nước Nga trở thành bước vào một cái chapter khác thì quý vị đã có tình trạng giải giới tạm thời trong cái giai đoạn 90 là Hoa Kỳ và Nga đã giảm đi cái đầu đạn nguyên tử của mình. Tuy nhiên, thời điểm 90 thì cũng lại có xuất hiện thêm hai quốc gia sở hữu nguyên tử, đó là đầu tiên là Ấn Độ, sau đó tới Pakistan. Họ đã liên tục thử nghiệm các cái loại uh, nguyên tử mà do họ tự uh, uh, nghiên cứu ra. Và quý vị, lúc đó thì hai quốc gia này trở thành hai quốc gia mới nhất là cường quốc nguyên tử. Cho tới ngày hôm nay thì uh, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan, Pháp, Anh và Do Thái là những quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử. Bên cạnh đó thì những quốc gia sở hữu một cách bất hợp pháp thì chúng ta thấy rõ là Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử và hiện nay thì gần như là đã có một cái hình thức gọi là phát triển về chạy đua trong cái vấn đề nguyên tử. Mặc dù Joe Biden khi ông ta lên, ông ta đã tự ý giảm đi cái đầu đạn nguyên tử của Hoa Kỳ từ 5.800 cái đầu đạn dưới thời của ông Trump thì giảm xuống còn khoảng 3.500 cái đầu đạn nguyên tử ở giai đoạn này. Trong khi đó, Nga vẫn đứng đầu trên thế giới là có một 6.112 cái đầu đạn nguyên tử và vẫn tiếp tục phát triển nguyên tử. Trong khi đó, Trung Quốc đang có 350 cái đầu đạn nguyên tử và hạt nhân. Thì họ đang có dự tính là từ đây tới năm 2030, họ sẽ tăng cái số lượng này lên tới 1.000 đầu đạn nguyên tử. Và bên cạnh đó thì Bắc Hàn cũng đang rục rịch thử nghiệm lại vũ khí nguyên tử của họ vốn đã ngưng lại từ năm 2017. Rồi quý vị, bây giờ thì tới phiên Iran đang làm giàu chất uranium và có thể họ sẽ có một trái bom hạt nhân đầu tiên nếu mà cái lượng uranium đạt trên 60%, hay nói một cách khác là à, ít nhất là họ có 90% cái lượng làm giàu chất uranium. Thì quý vị, họ đây còn một khúc nhỏ nữa thôi là họ đã đủ cái lượng uranium để chế tạo một trái bom hạt nhân hay nguyên tử. Điều này đã dẫn tới việc mà Do Thái tuyên bố là họ sẽ giành quyền tấn công vào các cái vị trí nguyên tử của Iran nếu như quốc gia này theo đuổi về cái chương trình vũ khí nguyên tử. Và cùng một lượt quý vị, trong cuộc chiến 15 tháng qua ở tại Ukraine, nhiều lần các đồng minh của ông Vladimir Putin đã lên tiếng và đe dọa sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử. Và bản thân của Vladimir Putin cũng đã hủy bỏ một cái hiệp ước là giám sát nguyên tử với Hoa Kỳ. Quý vị, tình trạng này cho thấy rằng là có khuynh hướng là các quốc gia chạy đua lại trong cái vấn đề vũ trang vốn đã xảy ra từ thời chiến tranh lạnh và đã bị ngưng lại trong 30 năm qua. Tức là kể từ khi mà khối Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì gần như là không có cuộc chạy đua vũ trang nào. Và bây giờ thì gần như các quốc gia với cái tình hình mới cuộc chiến của Nga tại Ukraine, sự đe dọa của Trung Quốc tới Đài Loan và sự hung hăng của Bắc Hàn cũng như là cái thái độ của Iran Đã dẫn tới tình trạng Là các quốc gia đã có cái khuynh hướng Tăng cường cái ngân sách quốc phòng Và việc tăng cường này thì quý vị thấy rõ Là đã có cái à, Có luôn cả cái ý định là theo đuổi nguyên tử Trong đó thì quý vị thấy cái liên minh AUKUS rất rõ ràng Liên minh AUKUS gồm có Anh, Úc và Hoa Kỳ Được lập ra từ tháng 9 năm 2021 Và liên minh này chủ yếu là sẽ cung cấp cho úc những cái tìm thủy đỉnh nguyên tử và cùng với úc sản xuất tìm thủy đỉnh nguyên tử cùng một lượt quý vị những quốc gia khác ví dụ như nam Hàn cũng đang rục rịch là muốn quay trở lại xạ nghiên cứu và sản xuất vũ khí nguyên tử mặc dù rằng bây giờ tạm thời ông John đã cam kết với ông ông joe biden là nam hàng sẽ không phát triển vũ khí nguyên tử với điều kiện đổi lại là joe biden phải đưa nguyên tử tức là tìm thiên đỉnh nguyên tử và một số những dàn bệ phóng nguyên tử lắp đặt ở tại Nam Hàn. Điều này đã xảy ra ở Âu Châu, ở tại Đức, ở tại một số quốc gia trong NATO thì Hoa Kỳ cũng đã lắp đặt một số những cái dàn vũ khí nguyên tử để mà kềm chế sự bành trướng và đe dọa của Nga. Quý vị, như vậy thì sau hơn 70 năm kềm chế, có vẻ như là cộng đồng quốc tế bắt đầu quay trở lại với cái thời chiến tranh lạnh là chạy đua về nguyên tử và điều này có thể dẫn tới một cái tiềm năng hủy diệt cả trái đất nếu như các quốc gia mỗi lúc một đông hơn sở hữu vũ khí nguyên tử. Đó là chưa kể những cái thành phần cực đoan hồi giáo vẫn đang tìm cách gọi là có được cái công thức về chế tạo nguyên tử và hạt nhân. Quý vị, và điều nguy hiểm hơn hết ngay bây giờ nguy hiểm hơn hết ngay bây giờ là các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ đang chạy đua trong việc sáng tạo AI tức là artificial intelligence chúng ta dịch là trí tuệ nhân tạo và cái vị không ai bảo đảm được trong trí tuệ nhân tạo này sẽ có những cái câu trả lời sẽ có những cái công thức về chế tạo nguyên tử và làm sao làm giàu chất uranium hay làm giàu chất phóng xạ để mà bắt đầu tiến hành cái việc chế tạo bom nguyên tử thì quý vị tình hình này có thể khiến cho thế giới trở nên lo ngại hơn bởi vì tôi đã từng nói với cái vị hiện nay cái tình hình mà phức tạp trên thế giới trong 30 năm qua do cái tình trạng gọi là thúc đẩy một cách phóng khoáng và quá cấp tiến của một số thành phần cực tả đã khiến cho thế giới trở nên bất ổn hơn, trật tự thế giới đã không còn được tôn trọng trong 30 năm qua. Thì quý vị kể từ khi khối cộng sản sụp đổ, tức là trước khi khối cộng sản sụp đổ thì có chia làm hai thế giới, thế giới cộng sản và thế giới tự do. Thì ít nhất đôi bên đều tuân thủ tất cả những cái quy tắc đã từng cam kết về cả nguyên tử lẫn tự chế trong vấn đề gọi là chiến tranh. Thì quý vị, nhưng sau khi khối cộng sản sụp đổ và lực lượng cấp tiến thống trị tại Âu châu và lan rộng qua các quốc gia ở khối cộng sản. Thì quý vị, nó đã tạo ra một cái một cái cục diện, tôi gọi là một cục diện khá phức tạp và hỗn loạn trong 30 năm qua. Và đồng thời quý vị, trong 30 năm qua thì những cái trật tự vốn đã được cam kết trước đây đã không còn được tuân thủ do đó với cái nhìn chủ quan của tôi thì thế giới có lẽ phải cần một cuộc chiến mới để mà chấn chỉnh lại kỷ cương trật tự của thế giới và đè bẹp những cái tiềm năng đe dọa nguy hiểm bởi vì hiện nay gần như là cả nơi nào cũng có thể bất cứ nơi, nơi nào cũng có thể xảy ra xung đột thì quý vị trong lúc mà thế giới đang cần một cuộc chiến để mà chấn chỉnh lại kỷ cương và chấn chỉnh lại cái uh, trật tự của thế giới thì cuộc chiến này như thế nào nếu chỉ là giới hạn cuộc chiến về súng đạn hay là những cái vũ khí bình thường thì chúng ta sẽ không nói tới đằng này cuộc chiến lần này nếu có bùng nổ thì khó tránh được các quốc gia sẽ sử dụng tới cái vũ khí gọi là uh, mang tính chất răng đe cao nhất thế giới này tức là bom hạt nhân nguyên tử kể cả bom sinh học hay là hóa học đều có thể được sử dụng trong cuộc chiến lần này. Nếu có xảy ra cuộc đại tam thế chiến, thì quý vị, nó sẽ đưa tới tình trạng thế giới có thể sẽ bị hủy diệt thêm một lần nữa. Thì quý vị, đây là một trong những cái đề tài khá quan trọng nhân cái phiên họp của khối G7. Và điều này cho chúng ta thấy rõ ràng là đang có cái khuynh hướng gần như là không có được cái giải pháp nào để giải giới và ngăn chặn nguyên tử. Nga hủy bỏ cái hiệp ước với Hoa Kỳ trong đó trước đây thì nga đã từng ký kết với hoa kỳ là đôi bên sẽ giám sát lẫn nhau có nghĩa là đôi bên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên tử đồng thời cho phép đối đôi bên có thể tới thanh sát những cái lò nguyên tử của đôi bên nhưng mà vừa rồi thì cái cuộc chiến của nga tại ukraine thì nga đã đơn phương hủy bỏ hiệp ước này đồng thời phía trung quốc cũng từ chối không gia nhập vào cái hiệp ước nguyên tử họ lấy lý do là số lượng đầu đạn nguyên tử của họ quá thấp quá nhỏ so với nga và hoa kỳ cho tới khi nào họ có đủ số lượng tương đương thì lúc đó mới nghĩ tới chuyện gọi là giới hạn và không phát triển nguyên tử thì quý vị cùng một lượt bắc Hàn cũng đang à, gọi là chuẩn bị để mà có thể phát triển lại cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ trong suốt hơn một năm qua họ liên tục bắn thử các cái hỏa tiễn đạn đạo kể cả hỏa hỏa tiễn đạn đạo chuyên quốc gia icbm có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử. Rồi vừa rồi thì quý vị thấy là kia Kim Jong Un đã khoe những cái ngư lôi nguyên tử có thể tạo ra sóng thần. Thì quý vị thấy rõ ràng là các quốc gia không dừng lại và vẫn tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu là phải sở hữu vũ khí nguyên tử. Tại vì họ quan niệm rằng vũ khí nguyên tử mang tính chất răng đe cao nhất và họ sẽ không bị uy hiếp nếu như mà họ sở hữu vũ khí nguyên tử. Do đó quý vị, giờ phút này chúng ta thấy rất rõ ràng là đang có một khuynh hướng quay trở lại chạy đua vũ trang. Hiện nay thì gần như là các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ phải sản xuất 24 trên 24. Tức là họ không kịp sản xuất để cung cấp cho cái thị trường. Thứ nhất là cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngốn quá nhiều vũ khí và đạn dược. Thứ hai là các cái kho chứa vũ khí của Hoa Kỳ đã vơi dần đi và chưa có gọi là vung đầy trở lại. Và thứ ba, tình hình Nga tấn công Ukraine, tình hình Trung Quốc đe dọa tới đảo quốc Đài Loan, Bắc Hàn hung hăng gây gây gọi là hung hăng gây chiến cùng với lại Iran. Nó đã dẫn tới tình trạng cả thế giới đều tăng ngân sách quốc phòng. Tất cả các quốc gia từ ở Á châu qua tới Âu châu đều tăng ngân sách quốc phòng. Do đó các công ty của Hoa Kỳ hiện nay gần như các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ là họ làm không kịp để mà cung cấp cho thị trường. Thì quý vị điều này cho thấy rằng là cuộc chạy đua vũ trang đã chính thức bắt đầu. Đã chính thức bắt đầu khởi đi có thể là từ cái cuộc đối đầu với Trung Quốc. Nhưng bây giờ cuộc chiến của Nga đã đẩy cái tiến trình này nhanh hơn. Bây giờ gần như là các quốc gia ở Âu Châu trước đây quý vị còn nhớ năm 2017 Lần đầu tiên khi ông Trump nhận cử à, th, à, nhận chức xong, ông bay qua bên Âu châu gặp gỡ với các quốc gia thành viên trong NATO. Ông đã lên tiếng và buộc các quốc gia này là phải chi ra 2% trong tổng số GDP của họ cho ngân sách quốc phòng của NATO. Nước nào cũng từ chối hết. Mặc dù họ cam kết dưới thời của Obama, đặc biệt là Đức, không những là lúc đó Đức không tăng mà họ còn giảm. Lúc ông Trump bay qua họ chi 1.2% trong cái ngân sách quốc phòng. Sau khi gặp ông Trump về, họ giảm còn 1.1%. Và quý vị, chuyện gì xảy ra sau khi Joe Biden lên và Nga mở cuộc chiến tại Ukraine? Giờ đây, Đức, Pháp và tất cả những quốc gia trong Liên minh NATO đều vượt quá 2% cái ngân sách quốc phòng. Tức là 2% trong tổng số GDP của họ đóng góp vào ngân sách quốc phòng và tăng cường ngân sách quốc phòng của họ. Quý vị thấy Nhật Nhật lần đầu tiên là chi ra tới 35 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới cho ngân sách quốc phòng của họ. Rồi quý vị thấy Đài Loan thì khỏi nói rồi. Đài Loan bây giờ là họ không những chi rất nhiều tiền cho ngân sách quốc phòng. Đồng thời họ còn được cái tín dụng quân sự lên tới 2 tỷ Mỹ Kim mỗi một năm và 10 tỷ trong vòng 10 năm. N 10 tỷ trong vòng 5 năm để mà nâng cấp tất cả cái khả năng quốc phòng của họ. Và cùng một lượt, việc mà Trung Quốc đã bắt đầu có những cái hành động gọi là bành trướng trên Biển Đông. Philippines, Malaysia, Indonesia đều đồng loạt tăng ngân sách quốc phòng. Và họ đang tìm cách có được những cái vũ khí mang tính chất răng đe và kềm chế cao hơn. Bên Thái Lan thì ông Prayut trước đây đã từng có ý định là chế tạo tiềm thủy đỉnh và do giao cho Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc là cái dự án này không thành công là bởi vì phía Đức đã không đồng ý cung cấp và cấp cái môn bài sử dụng máy móc của họ. Do đó công ty Trung Quốc không thể thực hiện được. Thì quý vị thấy rõ ràng là các quốc gia đều tăng cường ngân sách quốc phòng. Và từ cái tăng cường ngân sách quốc phòng này, họ lại cố gắng sở hữu những loại vũ khí mang tính chất kềm chế và răng đe cao. Thì quý vị bây giờ chỉ có vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân là những cái loại vũ khí mà mang tính chất răng đe cao bởi vì cái mức sát thương nó khủng khiếp. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức của cộng đồng quốc tế trong vòng một vài thập niên tới. Thứ nhất là cái sự bành trướng đe dọa từ phía Nga và Trung Quốc, hai quốc gia được xem là sở hữu nguyên tử. Và thứ hai là cái sự gọi là vi phạm về cái trật tự quốc tế càng lúc nó càng nhiều. Và cái vùng màu xám gần như là nó bắt đầu nó vẫn tiếp tục duy trì khiến cho tất cả trật tự thế giới đã không được tôn trọng. Vì vậy mà vẫn cần một cái gì đó để à, chấn chỉnh lại cái trật tự của thế giới. Thì quý vị để có được cái này thì các quốc gia đều đề phòng, các quốc gia đều muốn bảo vệ cho lãnh hải lãnh thổ của mình, họ phải tăng cường ngân sách để bảo vệ và ưu tiên cho vấn đề của quốc phòng và điều này cho thấy rằng là cái cục diện thế giới có vẻ căng hơn trong thời gian tới và có thể dẫn tới một đệ tam thế chiến. Những cuộc xung đột ngắn ở tại Trung Đông, à, nội chiến ở Germany, ở Syria hay là cái cuộc à, bùng nổ nội chiến bây giờ ở tại Sudan, tức là ở Katom, thì quý vị nó mang tính chất ở địa phương, nó không lan rộng. Nhưng nếu cuộc chiến xảy ra tại Á Châu và Âu Châu và đang xảy ra tại Âu Châu, ví dụ như cuộc chiến của Nga tại Ukraine cho tới giờ phút này vẫn còn gọi là dung dằn. Nhưng chưa biết được khi mà Ukraine mở cuộc tổng phản công trong cái mùa hè sắp tới thì phía Nga cũng có thể tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ tại Ukraine và có thể mở rộng cuộc chiến của Ukraine ra khỏi lãnh thổ của quốc gia này. Có thể chúng ta chưa biết được tại vì hiện nay Ukraine đang rục rịch chuẩn bị cho một cái màn tổng phản công để chiếm lại những vùng đất mà Nga đã chiếm đóng tại Ukraine. Thì quý vị, cuộc chiến này chưa có dấu hiệu chấm dứt. Và nếu như mà ở bên Ukraine mở cuộc tổng phản công mà vì lý do nào đó Nga bị thất thủ, thì không ai cản được Putin sẽ mở rộng cuộc chiến. Không ai cản được Putin sẽ mở rộng cuộc chiến ở các khu vực khác tại Âu Châu. Rồi quý vị, Trung Quốc đã tiếp tục có những cái hành động thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Gần như là họ đã bắt đầu có những cái uh, biến Đài Loan và eo biển Đài Loan trở thành cái khu quân sự. <laughs> Điều này đe dọa trực tiếp tới cái an ninh hàng hải. Rồi trên biển Đông thì các bị thấy mấy ngày nay Trung Quốc đối đầu với lại uh, cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đối đầu với Philippines cùng một lượt thì Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đang tăng cường sự hiện diện của họ tại Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là tại biển Đông và Nam Thái Bình Dương. Thì quý vị Việc tăng cường này có nghĩa là các quốc gia ở khu vực phải phối hợp với phía này hoặc phía kia. Tức là họ phải phối hợp với Trung Quốc hoặc là phải phối hợp với Hoa Kỳ. Và muốn phối hợp, họ phải có thêm vũ khí, họ phải có thêm tàu chiến, họ phải có thêm tìm tùy đỉnh, họ phải có thêm chiến đấu cơ. Tất cả đều phải có đều phải nương nhờ vào cái ngân sách quốc phòng. Và ngân sách quốc phòng gần như quốc gia nào bây giờ cũng tăng ngay cả cái quốc gia mà được xem là xưa nay không xen vào quân sự quốc tế như là Nhật Bản bây giờ cũng tăng ngân sách quốc phòng 35 tỷ trong vòng 10 năm để mà tăng cường cái khả năng quân sự của Nhật Bản thì quý vị thấy rõ ràng là tình hình như vậy thì không ai cản được cái việc mà các quốc gia theo đuổi cái ý định là sẽ có được những loại vũ khí mang tính chất răng đe cao mà trong đó vũ khí hạt nhân sinh học, hóa học là những loại vũ khí mà họ đang chú ý tới, đặc biệt là lĩnh vực AI. Tức là trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực này có thể sẽ là một cái cuộc cách mạng lớn trên thế giới và trong đó bao gồm luôn kỹ nghệ quốc phòng. Quý vị còn nhớ mấy năm trước đây, Elon Musk khi mà bắn các vệ tinh Stalin lên trên không gian vũ trụ, trước sự gọi là đe dọa là những cái những cái uh, vệ tinh này có thể sẽ bị đe dọa bởi những quốc gia như là Trung Quốc và Nga. Thì Elon Musk từng tuyên bố là chúng tôi đã có cái nhu liệu có thể trong một phút đồng hồ bắn ra 3 triệu viên đạn, tức là cái hệ thống AI mà phía Elon Musk theo đuổi thời điểm đó, nhưng mà nó không được Bộ Quốc phòng đồng ý. Thì quý vị riêng Elon Musk thôi, tức là bên cái công ty Starlink của Elon Musk là để bảo vệ cho cái dàn vệ tinh ở trên không gian vũ trụ, thì Elon Musk dự tính là sẽ có những cái loại vũ khí mà trong đó trong mà ông ta tiết lộ trong vòng 1 phút tức là 60 giây đồng hồ 3 triệu viên đạn được bắn ra. Thì quý vị, không ai cản được những quốc gia như là Trung Quốc, Nga và kể cả Bắc Hàn sẽ theo đuổi cái này. Họ sử dụng áp dụng AI tức là cái trí tuệ nhân tạo vào việc nâng cấp vũ khí của họ. Và việc phát triển này bao gồm luôn cả lĩnh vực của sinh học, hóa học và hạt nhân nguyên tử đây sẽ là một trong những cái thách thức của cộng đồng quốc tế bởi vì cái AI đang được báo cáo và đang được nhận định là một cái tiềm năng nguy hiểm rất lớn, không những là nó phá hủy tất cả các xã hội, nó phá hủy tất cả cái thị trường kinh tế, thị trường việc làm mà đồng thời nó sẽ trở thành một cái công cụ rất hữu hiệu cho những quốc gia nào đang có ý định theo đuổi sở hữu các cái vũ khí tân tiến nhất. Thì quý vị tình hình này nó đẩy thế giới vào một cái tiềm năng khá nguy hiểm tức là nếu như có một cuộc đệ tam thế chiến xảy ra thì không ai kiểm soát được không ai kiểm soát được quốc gia nào sẽ sử dụng vũ khí gì bởi vì AI bây giờ tôi có thể nói rằng là họ nó bị xếp vào trong cái dạng giống như vũ khí hạt nhân bởi vì mức tác hại của nó không kém gì vũ khí hạt nhân cả đó quý vị thấy một trái bom à, nguyên tử ở Hiroshima 140.000 người bị thiệt mạng Vậy thì nếu mà cái AI trí tuệ nhân tạo nó được áp dụng trong lĩnh vực quốc phòng Thì quý vị, cả một thành phố và cả một khu vực lớn, cả một tỉnh có thể bị hủy diệt trong vòng vài giây đồng hồ Lúc trước, 70 năm trước, Hiroshima lãnh cái tế bom nguyên tử hạt nhân này Thì chỉ có thành phố Hiroshima thôi Nhưng bây giờ với cái kỹ thuật tân tiến và với những cái uh, sáng tạo hiện nay thì quý vị tôi nghĩ rằng là cái mức tác hại nó gấp 100 lần so với trái bom ở Hiroshima. Tức là chúng ta phải thấy được rõ ràng là nó áp dụng cái kỹ thuật về AI tức là trí tuệ nhân tạo vào trong lĩnh vực quân sự thì nó sẽ là một cái rất nguy hiểm. Không phải và thứ hai nữa là nó không còn một cái giới hạn nào ở trong cái việc phát triển vũ khí nguyên tử hay là vũ khí. Tại vì quý vị nguyên tử hạt nhân có sức tàn phá lớn nhưng nếu như, như, dùng những cách khác Nó mức tàn phá nó khủng khiếp hơn Ví dụ như hóa học và sinh học Đặc biệt là lĩnh vực hóa học Đây là cái mức mà người ta khó kiểm soát Không ai bảo đảm rằng AI được áp dụng trong lĩnh vực vũ khí hóa học Và vũ khí sinh học Nó tạo ra những con virus mới Để mà gây khủng hoảng trên toàn cầu đó Quý vị thấy cái đại dịch không? Trung Quốc che giấu tất cả mọi thứ Và chỉ một con đại dịch thôi là cả toàn cầu đã bị khủng hoảng bây giờ thêm vào vũ khí hóa học những cái chất độc được lồng ở trong những con sông, những bờ biển hay là những con suối rồi từ đó nó sẽ đưa vào cái nước uống trong gia đình và nó sử dụng cái hệ thống AI để mà tăng cái lượng này lên thì chúng ta không ai biết được những cái vũ khí mà họ có thể phát triển. Tức là nó không còn một cái giới hạn nào cả. Nó không còn một cái giới hạn nào cả và nó đẩy cả thế giới vào tình trạng nguy hiểm nguy hiểm không những là chỉ đối diện với lại cái vấn đề bom nguyên tử hay bom hạt nhân mà bây giờ mức tác hại của sinh học nó cũng không kém đó quý vị nghĩ đi nếu như mà những quốc gia như trung quốc hay là nga bắc hàn thì chưa đủ đâu iran chưa đủ đâu nhưng trung quốc và nga ai bảo đảm được những quốc gia này không sở hữu những loại virus không ai biết được và cái mức lây lan của loại virus này nó nhanh như thế nào <cười> <cười> nó nhanh như thế nào và nó sẽ tạo ra một cái tình trạng hỗn loạn cả xã hội. Quý vị nhìn thấy cái đại dịch của coronavirus con Covid-19 bắt đầu từ năm 2020 và kéo dài tới bây giờ. Cả thế giới rung rình chỉ một con virus mà thôi. Bây giờ quý vị tưởng tượng nếu có 100 loại virus khác nhau được chế tạo ra bởi những cái phòng sinh học bí mật từ Trung Quốc từ Nga thì quý vị nghĩ cái mức tác hại nó như thế nào. Do đó quý vị đây sẽ là một trong những cái thách thức trên toàn cầu trong một thập niên tới. Trong một thập niên tới, chúng ta phải đối diện với một cái uh, tiềm năng tiềm tàng về việc và sử dụng những loại vũ khí có tính chất là giết người hàng loạt. Thế nên nó gọi là mass destruction đó quý vị, tức là giết người hàng loạt đó. Nó không phải dừng lại ở cái vũ khí cái gọi là hạt nhân nguyên tử mà kể cả sinh học và hóa học. Đây sẽ là một cái điều rất nguy hiểm cho toàn cầu nếu như mà chúng ta không có được một cái thái độ cứng rắn về mặt quân sự để răng đe chỉ dùng những cái biện pháp trừng phạt kinh tế phong tỏa kinh tế thì tôi nghĩ rằng nó không hữu hiệu chúng ta cần những lãnh đạo trên thế giới đặc biệt là khối C7 là phải có những cái thái độ cứng rắn hơn để triệt buộc tất cả những quốc gia có ý định phát triển những loại vũ khí này Ok quý vị, đó là cái bài hưu tin nhật ký phần 1 của phong ngày này nhân dịp mà khối chi 7 tụ ở tại Hiroshima, thành phố đầu tiên trên trái đất này đã hứng chịu bom nguyên tử và nơi xuất thân của ông thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Trong đó, họ có dịp gặp gỡ lại tất cả những nạn, những nạn nhân còn sống sót trong cái vụ bom nguyên tử này cũng như là viếng thăm cái viện bảo tàng về sự mức khốc hại và tác hại của bom nguyên tử và họ nhắc nhở thế giới cần phải giải giới nguyên tử. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một cái hy vọng rất mong manh giữa lúc mà các cái cuộc đối đầu và sắp sửa có thể bùng nổ một cuộc đệ tam thế chiến. Có vẻ như là chúng ta sẽ chưa có một cái giải pháp nào để ngăn ngừa những chuyện này. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của hiệu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.